đã xác định được gần 230 nạn nhân vụ nghi vỡ hụi ở Đồng Nai. Sau 2 ngày, cơ quan chức năng đã nhận được gần 230 đơn của nạn nhân trong vụ nghi vỡ hụi ở Đồng Nai. Cơ quan chức năng huyện Thống Nhất cho biết, đến cuối giờ chiều ngày 27 tháng 5, đã tiếp nhận 228 đơn trình báo của những người cho. Hai vợ chồng bà NTTH, 34 tuổi, và ông TQH, 36 tuổi, tạm trú xã Lộ 25, huyện Thống Nhất vay. Với tổng số tiền hơn 45,1 tỷ đồng, một lãnh đạo huyện Thống Nhất khẳng định một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng vụ vỡ hụi hàng trăm tỷ đồng đến khoảng 1.000 tỷ đồng đến thời điểm này là không chính xác, không có cơ sở. Trước đó, chiều ngày 26 tháng 5, tại văn phòng bất động sản HTP, ấp 3, xã Lộ 25, hàng trăm người kéo đến để đòi nợ với hình thức chơi hụi. Ngay sau đó, Công an huyện Thống Nhất đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an xã Lộ 25 xác minh, làm rõ vụ việc. Bước đầu, xác định chủ hụi là bà NTTH, 34 tuổi, cùng chồng đến sinh sống và mở văn phòng bất động sản HTP. Hai vợ chồng đứng ra huy động chơi hụi với hình thức theo ngày, tuần và tháng của người dân trên địa bàn huyện Thống Nhất, huyện Long Thành, thành phố Long Khánh và Biên Hòa. Hiện Công an huyện Thống Nhất tiếp tục tiếp nhận đơn khai báo của người dân, phân công lực lượng bảo vệ địa bàn, tránh tụ tập đông người gây mất trật tự an ninh và điều tra, củng cố hồ sơ làm rõ vụ việc.